là Mỹ Oanh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Siêu Thị Mỹ Phẩm. Gần đây thì Siêu Thị Mỹ Phẩm nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn. Và đặc biệt nhất là có một câu hỏi mà được các bạn hỏi rất là nhiều, đó là tại sao em chị mụn hoài mà không hết. Thì Oanh chắc chắn rằng các bạn đang mắc một trong những sai lầm mà trong cái video này Oanh sẽ nhắc tới. Các bạn chúng ta hãy cùng xem hết video này nha. Nguyên nhân mà dẫn đến các sai lầm là do chúng ta có quá nhiều nguồn thông tin khác nhau và chúng ta không biết là cái nào mà phù hợp với làn da của chúng ta. Vì thế cái làn da vốn nhạy cảm sẽ trở thành chỗ thử nghiệm và ngày càng thêm trầm trọng hơn. Sai lầm thứ nhất đó chính là chúng ta tẩy tế bào chết quá mức nè, hoặc là rửa mặt quá nhiều. Mình hiểu khi mà da mụn thì các bạn sẽ làn da sẽ sần sùi nè và dầu nhờn nè, các bạn sẽ rất là khó chịu nên phải rửa mặt nhiều lần, thậm chí sẽ tẩy tế bào chết liên tục để làn da mịn hơn. Nhưng rửa mặt quá nhiều lần trong ngày sẽ thực sự làm trầm trọng hơn tình trạng mụn, vì nó có thể làm tổn hại đến cái hàng rào bảo vệ làn da nè và làm tăng nhạy cảm cho da. Thay vào đó, chúng ta sẽ nhẹ nhàng rửa mặt bằng sữa rửa mặt chuyên dành cho da mụn 2 lần một ngày. Chúng ta sẽ dùng những loại sữa rửa mặt chuyên biệt như là Eucerin nè, Urea nè, La Roche-Posay nè. Sai lầm thứ hai đó chính là chúng ta thử dùng nhiều sản phẩm cùng một lúc. Lúc mà bị mụn các bạn nghe ai nói cái gì nè, hay thử và thử nhiều ngày chưa đạt hiệu quả tới đâu thì chúng ta đã ngưng. Không thì chúng ta dùng dồn dập quá nhiều sản phẩm cùng một lúc. Đôi khi cái sản phẩm mới có thể gây kích ứng cho da nè, các tổn thương như là mụn sẽ lớn hơn nè, nhiều khả năng để lại vết thâm và nặng hơn thì để lại sẹo lởm. Lúc này thì nó sẽ kéo cái tinh thần của bạn đi xuống vì mụn nhã thư giãn mà còn nặng hơn. Sai lầm thứ ba đó chính là chúng ta tự ý sờ nè hoặc là nặng mụn. Các bạn có để ý không, khi mà mặt có mụn thì các bạn sẽ thường xuyên nhìn vào gương và xem mụn to tới đâu rồi, hoặc là có đỏ không, xẹp xuống chưa, hoặc là bắt đầu sờ sờ và cố gắng chúng ta sẽ nặng mụn ra. Nặng mụn không đúng cách hoặc là sờ lên cái nốt mụn liên tục sẽ làm kéo dài cái thời gian có mụn và làm tăng nguy cơ để lại sẹo. Nhưng mụn bị nhiễm trùng thì có thể sẽ bị đẩy sâu vào da, dẫn đến mụn trở nên càng sưng này và đỏ nhiều hơn. Để mà hạn chế cái việc đó thì anh hay dùng những cái miếng dán mụn che lên cái nốt mụn đó, vừa tránh viêm nhiễm nè, và mỗi khi dán thì sẽ có một lượng thuốc vừa đủ để giúp da đẩy nhanh cái quá trình loại bỏ các nốt mụn. Sai lầm thứ tư đó chính là chúng ta không vệ sinh sạch sẽ những cái vật dụng mà tiếp xúc với da mặt. Trái ngược lại với cái việc mà quá chăm chỉ tẩy tế bào chết nè hoặc là sữa rửa mặt nè, thì lại không giữ vệ sinh những cái vật dụng mà tiếp xúc với lại làn da, như là khẩu trang nè, khăn lau mặt nè, hoặc là chăn ga gối nệm thường xuyên không được thay nè. Bạn thử hình dung đi, nếu như mà làn da của mình đang bị mụn viêm nhiễm nha, mà còn để vậy thì vi khuẩn xâm nhập vào da, mụn thì cứ nặng hơn, có thuốc tiên thì cũng không trị khỏi được đâu. Sai lầm cuối cùng đó chính là chúng ta ngưng dùng thuốc cải thiện ngay khi vừa khỏi mụn. Nhiều người thì rất là chủ quan, khi mà thấy da mình đã không còn nốt mụn rồi thì sẽ ngưng dùng thuốc cải thiện. Cái việc này sẽ rất là sai lầm, vì mụn có thể quay lại trong vòng 4 đến 8 tuần tiếp theo. Do đó, nếu mà muốn sở hữu một cái làn da mịn màng nè, trắng sáng nè, chúng ta thực sự phải kiên trì cũng như sáng suốt trong cách chọn sản phẩm phù hợp với làn da của mình để mang lại một cái hiệu quả tối đa. Vậy là vừa rồi anh vừa tổng hợp cho các bạn những cái sai lầm khi mà điều trị mụn thường gặp phải. Hy vọng thì Siêu Thị Mỹ Phẩm có thể giúp bạn có những thông tin cần thiết hơn để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có và điều chỉnh sớm nhất để nhằm cải thiện cái tình trạng da mụn của chúng ta. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube Siêu Thị Mỹ Phẩm nha. Chào tạm biệt mọi người.